chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhà To. Vâng, và ngày hôm nay thì Hoàng Đức đang có mặt tại Nha Trang và đang đi cùng với một người bạn của mình. Đây là anh Chí, giới thiệu với các bạn, cũng là một thổ địa ở Nha Trang. Và hôm nay thì đang đi nhờ anh Chí dẫn đi tham quan một vài những cái bất động sản thú vị ở Nha Trang. Cái dọc đường này anh em mình đang đi gọi là đèo Lương Sơn anh nhỉ? Đèo Lương Sơn, địa danh là núi Cô Tiên. Vâng. Núi Cô Tiên. Dạ vâng. À, tên hay thế. Cái các bạn có thể nhìn thấy là từ cái vị trí này của Hoàng Đức thì ở trên xe khi mà chúng ta đi qua cái đèo này, chúng ta thấy nguyên cả một cái vịnh Nha Trang ở ngay bên trái của tôi đây. Đấy, trong xanh xanh ngát, không khác gì so với những cái dọc cung đường ven biển, ven núi ở Tây Ban Nha hay là ở Pháp mà tôi cũng đã từng gửi đến những hình ảnh cho quý vị khán giả cả. Thậm chí là ở đây nó còn giữ được những cái nét đẹp hoang sơ và tự nhiên mà rất là giá trị ở đây. À, phía sau của cái ngọn núi này là em đang nhìn thấy ở kia là có hai cái tòa tháp cao tầng đấy là của dự án gì đấy anh nhỉ? Trước mặt chúng ta là hai tòa nhà cao tầng của dự án Vega City Nha Trang. À, đây là Vega City Nha Trang đấy anh. Đây là dự án bất động sản tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng thuộc ven biển duy nhất tại thành phố Nha Trang đó ạ. À, thế là một trong hai cái tòa này là về sau sẽ là khách sạn Melia đây đúng không anh nhỉ? Đúng rồi, bên trái anh là khách sạn Melia và bên phải cái anh đấy là tòa nhà của khách sạn Rosewood. Còn ở dưới này là chắc là các cái căn shop house, những cái căn màu sắc kia đây. Dạ vâng. Đúng không? Thì ở đây dự án được chia làm hai phân khu. Thì phân khu cao tầng anh đã thấy rồi, còn phân khu thấp tầng ở đây nó có hai cái điểm nhấn, đó là một cái điểm nhấn là shop house thương mại và một điểm nhấn còn lại là cái khu dinh thự siêu tỷ phú được vận hành bởi Grand Melia Nha Trang. Wow, và dinh thự siêu tỷ phú. Dinh thự siêu tỷ phú. Wow, nghe đã thấy hấp dẫn. Em nhớ không nhầm là hình như là có từng đâu đấy xem cái bài về những cái khu dinh thự đấy ở trong Vega City này là đầu tiên ở Việt Nam hay sao? Dạ vâng. Có những cái căn biệt thự ở ngay sát biển luôn. Dạ và vâng. Có những căn tựa núi đúng không? Dạ vâng. Thì có những căn 200 tỷ. 200 tỷ? Dạ. Ok, thế thì hôm nay là nhân dịp đến với Nha Trang thì Hoàng Đức cũng như là anh Chí sẽ dẫn quý vị chúng ta sẽ cùng vào tham quan thử một cái căn biệt thự của siêu tỷ phú 200 tỷ mặt biển ở Nha Trang xem là sẽ như thế nào các bạn nhé. Vâng, và chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều quý vị khán giả của Nhà To cũng sẽ tò mò và yêu thích với cái chủ đề ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu thì các bạn hãy nhớ đừng quên like, subscribe và đăng ký cho kênh YouTube Nhà To. Xin mời các bạn. Đây là cái căn dinh thự 200 tỷ mà anh nhắc đến đây đúng không? Chính xác anh. Đây là căn dinh thự siêu tỷ phú. Các bạn nhìn xem. Grand Melia Nha Trang đây. Hoa trải từ đầu sảnh đến lối vào luôn. Wow. Chúng ta sẽ cùng vào bên trong để khám phá xem như nào các bạn nhé. Wow. Wow. Đây các bạn vào đây. Wow. Cái gì đây? Trời ơi, không thể tin nổi, thật không thể tin nổi các bạn ạ. Đây, ngay cái lối vào cửa cái là tôi đang nhìn thấy một cái khung cảnh giống như là ở trên thiên đường vậy. Các bạn hãy nhìn xem, phía xa kia là biển xanh mây trắng. Wow, thực sự là tuyệt vời nhỉ. Đây, chúng ta sẽ cùng đi vào khám phá nhỉ. Chà, wow, mây trắng quá nhỉ. Đây chỉ mới là một cái bên phải của một cái căn bên phải thôi anh Chí nhỉ? Dạ đúng vâng anh. Dạ. Ai chà. Cái trần này nhìn như này chắc cũng phải tầm 7-8 mét. Wow. Các bạn hãy hình dung thử xem cái khung cảnh chúng ta ngồi ở trong cái khoảng không gian này tiếp khách, có một cái tầm view ra biển ngoài kia. Những cái hình ảnh như thế này thì chúng ta sẽ rất là hay thường bắt gặp ở trong các cái bộ phim hay là trong những cái hình ảnh về cuộc sống của các tỷ phú
ở trên thế giới. Dạ vâng. Thì toàn bộ nội thất ở đây toàn là thương hiệu nhạc Minotti của Ý hết. À, của nhà Minotti. Minotti này là một cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng ở Milan của Ý. Dạ vâng. Bây giờ là phải hơn 70 năm tuổi về cái truyền thống làm những cái nội thất. Cái bàn này cũng nhập khẩu nguyên chiếc. Dạ vâng. Ngay cả cái ghế này cũng là từ cái Minotti này, làm bằng vật liệu chống cháy. Trời, ở đây đúng là một cái gọi là đồ hàng hiệu. Dạ. Tất cả mọi thứ từ những cái đồ sofa hay là dạ, bàn ăn này cũng là toàn bộ đều là hàng nhập khẩu hết. Dạ vâng. Bóng loáng. Ở đây đúng nghĩa là một cái không gian rất là sang trọng và rất phù hợp để trong những cái buổi mà tiếp đón bạn bè hay là khách hàng, những cái người mà trong cùng đẳng cấp. Anh em mình chắc là đi ra ngoài thử xem một tí đi anh đi. Dạ vâng. À, thực ra thì khi mà bước vào trong những cái không gian như thế này thì cái cảm xúc của tôi sẽ thực sự là muốn nhất đấy là bước ra phía bên ngoài để nghe được những cái tiếng sóng biển hay là hít thở cái bầu không khí của biển cả. Đây, chúng ta sẽ cùng thử ra ngoài xem. Đây, vừa mở cửa ra là Đức nghe tiếng sóng rì rào này. À, nghĩa là đây toàn bộ cái hệ thống cửa đây đều phải là cái cửa cách âm rất là tốt đây. Toàn bộ hệ thống cửa này là của Aero Window. Đi, chúng ta ra này. Wow. Chà, các bạn nhìn thử xem cái khung cảnh này đây. Ai chà chà, đấy kìa. Bên kia các cái thuyền đánh cá là đang chạy ở ngoài khơi xa kìa. Dạ vâng. Bên này em thấy có một cái bể bơi cũng rất là dài này. Bên kia thì có mà nhỉ? Dạ có, cũng có luôn đúng không? Bể bơi bên trái nữa anh. Có nghĩa là các bạn hình dung là trong một cái căn biệt thự thôi mà có tới tận hai cái bể bơi. Dạ vâng. Các bạn có thể thấy là cái lối ở bên này, đây chính là một cái lối để sang cái phía căn nhà bên trái. Dạ vâng. Đấy, nhưng mà các bạn thử đoán xem là vì sao lại có những cái thiết kế như thế này. Các bạn thử đoán xem. Đấy, ở đây thì ngay chính giữa khu vực trung tâm thì tôi thấy có một cái bàn này là có thể dùng buổi chiều là dạ, ăn rồi, tiệc nướng chiều, rồi. Tiệc trời chiều, mình tiếp đãi khách. Ở đây dạ, có một sẽ có một cái điểm thú vị, đấy là tất cả các cái dịch vụ đấy là đều nằm trong cái service của Grand Melia. Có dạ, người phục vụ hết. Dạ vâng, dạ vâng. Đấy, sướng nhất là không phải đụng không, tay làm dạ, cái gì cả. Gia chủ không cần phải bước ra ngoài, chỉ cần ngồi là trong dinh thự mình thôi là có đầy đủ service. Thực sự là cái cảm giác ở đây dạ, đúng là cái cảm giác cực kỳ là xa hoa, xa xỉ. Đây, chúng ta hãy cùng thử ngó qua thêm cái bên này nhá. Đây, để xem nào. Đây, các bạn này, các bạn nhìn xem, đây bên này có thêm một cái hồ bơi nữa. Đấy. Hai hồ bơi được xây tiêu chuẩn như nhau, chỉ khác về kích thước, khác về diện tích. Tất cả các mặt hồ bơi như anh Đức đang thấy đây được lát bằng gạch mosaic. Giống như đây là hai cái bể bơi vô cực đấy. Dạ vâng. Đấy, mỗi tội là cái kích thước của cái bể bơi bên này thì chắc là bằng khoảng một nửa so với bên kia. Dạ chính xác anh. Không biết là anh Đức khi mà bước vào căn nhà này thì cái cảm nhận của anh Đức là cái mặt tiền ở đây là rơi vào khoảng bao nhiêu mét? Em nghĩ để em xem nào. Dạ vâng. Nếu mà với cái mặt tiền này chắc em nghĩ đâu đó khoảng tầm 35 mét cũng nên. Toàn bộ mặt tiền này có chiều ngang gần 40 mét. Gần 40 mét luôn. 40 mét mặt tiền. Có thể là mình đoán vẫn yeah, thiếu. 40 mét mặt tiền tại wow, trung tâm thành phố Nha Trang. Wow. Có nhà ngay sát mặt biển. Còn gì bằng đúng không ạ? Dạ lưng vâng, thì tựa núi. Dạ vâng. Wow. Thôi chúng ta đi vào trong khám phá tiếp nào các bạn ơi. Thôi mình lại vào phía bên trong lại để review cho quý vị khán giả nhà to xem chi tiết hơn. Ở đây thì thông thường chúng ta sẽ hay thấy là đối với những cái không gian giống như thế này thì người ta sẽ hay thường để những cái không gian bàn ăn ở đây thì phía sau cái khu vực này thường sẽ là bếp. Dạ vâng, chính xác ạ. Đấy, có thể quan sát được thấy luôn và ở khu vực này thường là một cái quầy đảo. Dạ, đấy, đúng rồi. Bàn đảo, mini dạ, bar, các thứ ở đây. Phía sau là bếp. Dạ vâng. Tuy nhiên thì đấy vẫn trong cái câu hỏi mà lúc nãy tôi đã thử đố quý vị khán giả comment một chút. Đấy thì ở đây lại chúng ta không thấy bếp. Đấy, nhưng mà tôi đoán là chắc là một trong hai cái cửa này thì sẽ phải là cái bếp ở đâu sau đây. Anh Đức khá là tinh tế đấy. Thì căn nhà này có tới 3 lối vào. Thì lối vào hồi ban nãy là lối vào của gia chủ. Còn cái lối phía sau anh Đức đây là lối đi cho người giúp việc và quản gia.
Tại vì cái thiết kế của căn nhà này á, là gần như là không cho, để cho người giúp việc và tất cả người quản gia họ chạm mặt cái khách hàng cũng như là cái thành viên trong gia đình của gia chủ. Đúng rồi. Đấy, thế thì chắc chắn là một trong hai cái cánh cửa này sẽ là cửa để vào phòng bếp đây đúng không anh? Đúng rồi, chính xác anh. Tôi đoán chắc chắn là không thể sai được là vì thế, bởi vì trong cái phong cách sống của giới thượng lưu thì gần như là họ sẽ muốn tách biệt ra rất nhiều những cái không gian riêng tư. Đấy là một cái điểm mà theo cái quan sát của tôi thì người ta rất là thường rất là chú trọng những cái đấy. Ngoài cái vấn đề về cái thị giác ra nữa, nó liên quan tới những cái mùi mà khi chúng ta nấu ăn tiếp đãi những cái khách hàng và đối tác của mình, và khi chúng ta nấu những cái mùi đó thì sẽ ảnh hưởng, nó bám lên những cái đồ và những cái đồ nội thất như này nó sẽ rất là dễ bám mùi, và những cái áo quần của làm sao để bước vào phòng khách một cái là chỉ toàn mùi thơm, mùi thơm thôi. Chính xác ạ. Thế thôi anh em mình đi khám phá phòng khác nữa đi anh ơi. Dạ vâng. Đây. Trong này là không gian phòng ngủ các bạn ạ. Đây. Đây phòng ngủ master. Đây chúng ta đi vào đây trước nào. Nằm từ chính căn giường này là anh Đức có thể nhìn thấy cả một vịnh Nha Trang trước mặt. Còn gì tuyệt vời hơn nhỉ? Dạ vâng. Vịnh biển với tiếng sóng rì rào. Quá là đáng giá các bạn ạ. Này chà. Cái không gian này thì theo anh Chí nó rộng khoảng tầm bao nhiêu anh? Một căn master bedroom thì như thế này thì nó rộng tương đương khoảng tầm 150m². Dạ vâng. 150m², bao gồm phòng tắm trong, phòng tắm ngoài và terrace. Vâng. Dạ vâng, bằng một căn nhà rồi đấy các bạn, bằng một căn biệt thự ở Hà Nội rồi đấy. Đây, chúng ta sẽ cùng đi thử khám phá xem nào. Cái căn này thì từ phòng ngủ đều có hai cái lối để đi ra thẳng bể bơi luôn, đúng không anh? Vâng. À, một lối. Một lối anh ạ. Một lối mình. Chúng ta sẽ có một cái lối bên hông để đi thẳng bể bơi. Dạ. Rồi ở đây còn có một cái ghế để có thể ngồi ở đây và đọc sách, ngắm nhìn và dùng khung cảnh. Cà phê buổi sáng hoặc là những cái trà, tiệc trà chiều mình ngồi. Thật ra, còn đây là trong này là không gian phòng vệ sinh đây. Wow, đây các bạn nhìn thấy nhá. Đây. Tất cả lúc nào thì cũng sẽ phải đảm bảo được cái sự riêng tư. Những cái khi cần thiết và lúc nào mà muốn ngắm nhìn thì chúng ta sẽ lại mở ra cánh cửa như thế này. Ai chà. Các bạn thấy sao? Ngay chính giữa cái phòng tắm này là một cái bồn tắm rất là đẹp luôn. Đây có logo này. À, Porcelanosa, đây là một cái thương hiệu hàng đầu của Tây Ban Nha hiện tại bây giờ. Dạ, và vâng, cũng được xếp hạng rất là cao đối với những cái trang thiết bị vệ sinh. Dạ. Ở châu Âu, được chứng nhận bởi Hoàng gia Anh. Các bạn thấy này, cái logo Porcelanosa. Có nghĩa là tất cả thì đều được trang bị những cái thiết bị vệ sinh rất là đẳng cấp tới từ châu Âu giống như thế này đây. Đây ở phía ngoài chúng ta còn có một cái bồn cái khu vực để tắm đứng ở ngoài trời. Trong này thì là khu vực tắm ở bên trong. Đấy, tắm đứng bên trong. Bên này là cái phòng vệ sinh riêng. Riêng một cái phòng tắm này thôi thì nó cũng đã thiết kế gần 30m² rồi. Đúng rồi. Các bạn thấy là riêng cái diện tích cái phòng tắm này cũng đã phải gần 30m² rồi. Tương đương một căn hộ phòng ngủ cao cấp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra thì như anh thấy, anh Đức thấy đây, có nghĩa là chúng ta lấy ánh nắng trực tiếp từ thiên nhiên vào. Toàn bộ cái phòng tắm này thì được thiết kế là gần gũi tối đa với thiên nhiên nhất có thể, để giúp cho các gia chủ họ thấy được retreat lại về những cái phục hồi về sức khỏe. Ở đây là có các cái lam cửa ở đây để vẫn nhìn thấy được ra phía ngoài. Và khi mà có ánh nắng chiếu vào là ở đây chúng ta sẽ có một cái không gian ngập tràn ánh nắng ở đây. Đấy, các bạn có thể thấy là từng cái tiểu tiết, từng chi tiết nhỏ một của những cái biệt thự xa xỉ dành cho giới thượng lưu. Ví dụ như ở đây, trong một cái không gian như thế này thì đây là khu vực trang điểm rồi, nhưng mà đây chúng ta có một cái walking closet đây nữa. Dạ vâng. Đấy, có một cái phòng để có thể là thay đồ rồi đứng ngắm nhìn bản thân ở đây, trang điểm.
Đấy. Và cái gương này nó cũng tạo một cái cảm giác khá là thu hút cho thị giác. Đấy là vừa nhìn cái thì tôi lại cứ tưởng là cái phòng này nó phải rộng sâu hút đến nhân viên ạ. Không biết các bạn có những cái cảm giác như thế không? Trong cái căn biệt thự này thì có bao nhiêu phòng ngủ anh chị nhỉ? Căn biệt thự này có 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ. Dạ vâng. Mà chúng ta mới chỉ đi khám phá được có 1 phòng ngủ thôi đấy các bạn. Tương đương với một căn hộ cao cấp tại cái chung cư ấy. Okay, chúng ta sẽ đi khám phá thêm tại 3 phòng còn lại nhé. Đẹp nhỉ? Dạ vâng. Mời anh Đức lên tầng trên. Wow. Wow. Ở đây lại còn có nguyên cả một cái sảnh chờ ở khu vực tầng 2. Đón ánh sáng trời, thiên nhiên từ một cái giếng trời tự nhiên như này. Wow. Nhà rộng quá, đi cũng mệt các bạn. Wow. Chà. Trên không gian tầng 2 lại vẫn còn bố trí cả một cái khoảng không gian phòng khách như này nhỉ. Thì đây giống như là một cái căn hộ thứ hai luôn rồi. Có nghĩa là chủ nhà ở phòng nào cũng cứ là phòng master đấy. Phòng master hết. Phòng ngủ vẫn có ban công và wow, có phòng tắm. Đây, thực ra là em thích nhất là những cái mà view ở trên cao nhìn xuống giống như thế này. Thậm chí còn thích hơn cả ở dưới tầng 1 cơ. Ở ngoài này chúng ta cũng có cái khu vực ban công nhé các bạn nhé. Có thể ra ngồi trà chiều, ngắm cảnh, đọc sách ở ngoài kia. À, trong này thì không gian phòng tắm và phòng vệ sinh là đã được bài trí nó khác đi một chút. Dạ vâng. Đấy, nhưng mà vẫn giữ được những cái tinh thần rất là gần với thiên nhiên. Chúng ta đi tắm nhưng mà vẫn nhìn được ra phía ngoài. Đấy, và cái thiết kế những cái lam cửa như thế này thì lại sẽ giúp cho phía ngoài không nhìn được vào bên trong. Dạ vâng. Rất là hay, một thiết kế rất là hay. Ở đây thì các bạn nhìn thấy đây. Ở đây chúng ta có hai cái lavabo. Tuy nhiên thì ở khoảng giữa của những cái lớp kính này cũng được tận dụng tối đa. Đấy, để lấy ánh sáng và lấy những cái view mà nó thiên nhiên nhất, tự nhiên nhất. Và toàn bộ các cái thiết bị ở đây thì cũng đều là của Porcelanosa. Đấy, đến những cái tiểu tiết giống như là những cái để treo khăn tắm, treo đồ giống như thế này. Cũng là những cái đồ nhập khẩu rất là đắt tiền, mỗi một cái này thôi cũng lên cả chục triệu chỉ là hơn. Đẹp quá, đẹp quá. Chúng ta cùng sang phòng khác lại đi. Như Đức thấy là cái căn phòng này được thiết kế rộng hơn đúng không? Cái phòng này thì cảm giác phòng khách là được thiết kế rộng hơn nữa. Dạ vâng. Thì cái xin chia sẻ với anh Đức như thế này thì cái phòng này được thiết kế dành cho những cái đối tác hay những cái bạn bè hay những thành viên trong gia đình mình có cái con nhỏ thì giúp cho những cái khoảng không di chuyển trong cái phòng này nó sẽ rộng và nó thoáng hơn, nó không bị chật như cái phòng khác. À sao? Đấy, tất cả các cái chi tiết về nội thất ở đây, đấy, kể cả đường ghế này, cũng đều là được bo tròn. Đấy. Như đây thì anh nhìn thấy là double suite. Đấy thì dành cho những cái gia đình có trẻ con nhỏ thay vì là single bed. Thiết kế của căn nhà này được tính tới cái vấn đề và tối ưu cho thuê kinh doanh. Một lối vào giống như tương đương một cái căn hộ cao cấp, không có va chạm và chạm mặt nhau trong các thành viên trong gia đình cũng như là các khách hàng mà mình cho thuê. Đấy, ở đây thì chúng ta cũng có một cái phòng vệ sinh ở đây thì lại thiết kế ở ngay chính giữa của cái khoảng giao giữa hai căn. Đấy, giữa hai bên. Và các bạn thấy là ở cái phòng vệ sinh này thì chúng ta sẽ có một cái tầm view tuyệt vời luôn. Tổng diện tích của cái căn biệt thự này là bao nhiêu anh chị nhá? À, chắc phải diện tích căn này gần 1.200 m². 1.200 m², 1.200 m², 40 m là mặt tiền. Wow. 1.200 m² với 40 m mặt tiền. Nãy giờ là chúng ta chưa hề đi cái garden ở khu xung quanh đấy. Đúng rồi. Chúng ta mới đi bên trong một căn nhà thôi. Đúng rồi. Chúng ta mới đi bên trong thôi đấy. Wow. Nào, chúng ta lại tiếp tục thôi. Đây chúng ta còn một phòng nữa bên này đây đúng không anh? Vâng. Wow.
cửa dày. À, ở đây là hai lớp cửa luôn. Dạ vâng, đây là hai lớp cửa luôn anh ạ. Chống cháy, chống ồn. Dạ vâng, cách âm tuyệt vời. Wow, đây, xin mời các bạn vào đây. Đây, chúng ta lại tiếp tục có cái thiết kế giống như lúc nãy. Đây, điện thông minh nhá, đi vào đến đâu là sáng đến đấy. À đây, đây chúng ta sẽ thử cái này để cho các bạn xem nhé. Đấy, các bạn nhìn này, từ cái thiết kế để chảy nước này, cho đến cái thiết kế để hút nước ở phía dưới này. Đấy, làm thoát nước ở phía dưới cũng đều rất là tinh tế. Với cái phòng tắm như thế này thì em thấy là cái thiết kế ở đây về cái bài trí ánh sáng ở đây nó cũng đã khác với cái cảm giác của những cái phòng tắm kia. Dạ vâng, dạ vâng. Ấm áp hơn, thư giãn thư hơn, thư giãn hơn và ban đêm. Đây các bạn này. Đấy, chúng ta sẽ có những cái lối đi riêng ở bên hông, bên phía kia là có một cái cửa nữa đúng không anh? Dạ vâng. Có một cửa để có thể đi riêng vào trong căn hộ này. Đấy, bây giờ thì chúng ta mới lại giải đáp những cái câu đố mà lúc nãy tôi chia sẻ tới cho quý vị khán giả. Đấy là vì sao lại phải thiết kế nhiều những cái không gian như thế, không gian riêng như thế? Bởi vì là đối với những cái gia chủ, những cái chủ nhân mà sở hữu, theo cá nhân tôi nhé, đấy, theo cá nhân tôi thì tôi nghĩ là đối với những cái chủ sở hữu của những căn biệt thự sang trọng như thế này thì bản thân khi mà họ sử dụng trong cái không gian cho gia đình thì họ cũng muốn những cái sự riêng tư giữa các thế hệ nhưng vẫn có những cái kết nối, những kết nối và đảm bảo được tính kết nối gia đình, có thể là ông bà hay là các con cháu ở phía bên này, đấy, vợ chồng có thể ở phía bên kia, hoặc đơn giản như là khi mà chúng ta mời bạn bè khách khứa đến thì thực tế bản thân là những người khách cũng là những người mà cũng rất là đẳng cấp, họ cũng có nhu cầu có những cái không gian riêng tư. Em nghĩ là đây là một trong những cái sự tính toán khá là tỉ mỉ từ chủ đầu tư, cũng như là ở đây chúng ta có thể định vị nó gọi như kiểu là đẳng cấp của đẳng cấp. Dạ vâng, đấy, chính xác. Vì chúng ta nghe đến cái thương hiệu Melia là đã thấy là một thương hiệu rất là cao cấp rồi. Dạ vâng. Mà Grand Melia lại là quy tụ những cái gì tinh hoa nhất. Và chúng ta đang ở tại cái căn gọi là dinh thự cao cấp nhất trong Grand Melia Nha Trang. Đấy. Dạ vâng. Tuyệt vời. Thì ngoài cái căn biệt thự này ra thì hiện tại ở trong cái dự án Grand Melia này là có tổng bao nhiêu căn, anh Chí có nắm được không nhỉ? Hiện tại dự án Grand Melia Trang này có cái số lượng rất là hữu hạn, chỉ có 99 căn thôi ạ. Còn chưa đến 100 căn, chỉ có 99 căn. Dạ vâng. Chọn số đẹp ghê nhỉ. Dạ vâng. 99 căn, nhưng mà chắc là cái mặt biển như thế này thì sẽ không có quá không, nhiều không đâu. Quá nhiều. Như anh biết là thì mặt biển nó luôn là hữu hạn, thì mỗi căn nó sẽ có một cái vẻ đẹp riêng. Ví dụ như chúng ta có những căn ở biệt thự gọi là ở ngay bãi cát, những biệt thự ở ngay rạn san hô, những biệt thự vươn ra biển, và có những căn biệt thự là chúng ta tựa núi hướng thủy. Đấy, thì chút nữa chúng ta sẽ tham quan một cái căn dinh thự tựa sơn hướng thủy. Tựa sơn hướng thủy. Chắc là anh em mình đi luôn thôi. Dạ. Yeah. Đi khám phá thêm cho quý vị khán giả nhà to cùng xem thêm về cái khu Grand Melia này. Thì cái căn này có tên gọi là dòng biệt thự Signature. Cái dòng biệt thự này thì nó có lợi thế là lưng tựa núi, mặt hướng thủy, ngôn ngữ thiết kế như nhau, đồ nội thất vẫn như nhau. Tuy nhiên thì cái anh sẽ thấy là cái độ cao trần ở đây nó khác biệt so với cái dòng dinh thự, đó là cái độ cao trần này nó về là 4m thôi. Và nó có lý do của nó hết. Tại vì cái dòng biệt thự The Coral thì nó có diện tích đất tới 1.200m2. Còn diện tích đất của cái dòng Signature này nó rơi vào tầm 450 tới 600 m2.
À, có nghĩa là nó dao động từ 450 tới 600 mét vuông. Đấy là diện tích đất. Dạ vâng. Còn xây dựng thì chắc là khoảng hơn một nửa đúng không? Dạ, diện tích xây dựng thì tất cả dòng signature đều như nhau. Thì nó gần 350 mét vuông là tổng diện tích xây dựng. Thì những cái căn như signature này sẽ mang lại cho chúng ta cảm giác gần gũi hơn, ấm cúng hơn. Và các thành viên sinh hoạt trong gia đình sẽ có cái cảm nhận là xích lại gần nhau hơn. À, ở đây là cái không gian phòng ngủ đây. Trong căn signature này sẽ có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Nhưng mà chúng ta vẫn có đầy đủ những cái lối liên thông ra phía ngoài sân vườn giống như đây. Đấy, vẫn có walking closet, có phòng tắm. Có phòng tắm riêng gần với thiên nhiên ở đây. Sau lưng anh là một cái mảng thực vật xanh là của dọc sườn núi Phô Tiên. Thì tất cả này là thiên nhiên hết. Đứng tắm ở cạnh núi Cô Tiên, nghe tiếng chim hót. Ngoài ra buổi tối anh có thể, buổi chiều có thể nghe tiếng chim hót. Mỗi một căn lại có một cái điểm thú vị riêng của nó nha. Ở bên này thì cái phần nội thất của phòng vệ sinh làm theo cái tông nó hơi sáng hơn. Dạ vâng. Nó giảm bớt cái tông tối giống như là ở cái căn The Coral bên kia. Chúng ta thử ra vườn xem một tí nào. Wow. Đây các bạn ạ, ngoài này chúng ta còn có nguyên cả một cái khoảng không gian đây là để BBQ này. BBQ. Tiệc nướng ngoài trời này. Và có khoảng không gian để chạy nhảy cho trẻ con ở đây nữa. Phía sau là núi Cô Tiên. Đấy, một địa danh có cái tên rất là hay. Chúng ta có thể so sánh một chút về cái deck của cái căn Coral thì chúng ta vươn ra biển. Đấy thì chúng ta sẽ ngồi cảm nhận cái không khí gió biển. Còn ở tại những căn signature đây chúng ta sẽ cảm nhận được cái vẻ xanh và cái tính thiên nhiên, cũng như những cái tiếng chim hót, từ cái gió rì rào của sườn núi. Nó sẽ cho chúng ta cái cảm nhận khác và cái dòng nhìn thử signature. Mỗi cái lại có một cái cảm nhận riêng. Căn này cũng có 2 tầng anh nhỉ? Dạ vâng. Anh em mình lên tầng đi. Tầm view thật là tuyệt vời anh chị ơi. Dạ vâng. View toàn bộ vịnh Nha Trang này. Thôi, bao giờ tôi mới có tiền để sở hữu một căn biệt thự như thế này đây các bạn ơi. Các bạn hãy thử tưởng tượng cái cảm giác của tôi đây. Ngay lúc này đây, đứng ở đây và ngắm nhìn đại dương bao la. Ở đây thì có một cái tầm view có thể gọi là panorama luôn anh nhỉ. Dạ vâng. Nhìn thấy cả núi Cô Tiên này, thấy cả vịnh Nha Trang luôn. Dạ vâng. Wow.
Những cái căn này em thấy là đang được thiết kế có vẻ như là nó ngày nó càng giật cấp cao lên đúng không anh? Vâng. Thấy ở bên này là những cái căn bên này là nó lại còn cao hơn nữa này. Dạ vâng. Thì mỗi căn nó sẽ có một cái độ giật cấp khác nhau trong cái dòng signature. Thì chúng ta đang đứng với một cái căn nó có cái độ cao 7 mét so với mặt nước biển. 7 mét. Có những căn sẽ nó có độ cao cao nhất gần tới 15 mét. À. So với mặt nước biển. Thế là cứ dựa núi và giật cấp lên. Toàn bộ cái dinh thự signature này được hướng đến là có view biển hết. Wow. Giúp cho chủ nhân, những cái sở hữu, những cái căn signature này có một cái tầng mái gọi là chúng ta gọi hôm nay là Ocean Sky Lounge. Ocean Sky Lounge. Yeah. Wow. Đây, buổi chiều đến mà chúng ta ngồi ở đây nhâm nhi một vài ly cocktail xong rồi ngắm nhìn rồi nghe những cái tiếng sóng biển thì còn gì tuyệt vời hơn. Anh nhỉ? Dạ vâng. Wow, thực sự là ở trong một cái không gian như thế này là cảm giác mình đích thực là được sống cuộc sống của các tỷ phú các bạn ạ. Dạ vâng. Ngồi đây sướng quá. Wow, nghe cả tiếng chim hót này, tiếng sóng rì rào này. Còn gì tuyệt vời bằng. Dạ vâng. Thế là ở đây là toàn bộ đều được vận hành quản lý là bởi Grand Melia đấy nhỉ? Dạ vâng. Một thương hiệu rất là cao cấp. Ngoài ra thì những chủ sở hữu căn signature này còn có thêm dịch vụ của Aspire Lifestyle. Aspire Lifestyle? Dạ vâng. Wow. Nghe là đã thấy chất lượng rồi đấy. Là vì Aspire Lifestyle là một cái đơn vị mà chuyên cung cấp các cái trải nghiệm dành cho giới thượng lưu và có mặt ở hơn 20 quốc gia ở trên thế giới rồi. Và cái dịch vụ này thì như em được biết là họ sẽ cung cấp cho giới thượng lưu những cái buổi gặp gỡ, trò chuyện, ăn tối với các ngôi sao đấy, giữa những người giàu trong giới thượng lưu với nhau, rồi các ngôi sao, rồi các tỷ phú thế giới vân vân, và có những cái trải nghiệm xa xỉ. Mà không có nơi nào trên đất nước Việt Nam này là có cái dịch vụ đó hiện tại tại các dòng bất động sản nghỉ dưỡng. Wow, rất là hay. Thì một cái căn signature như thế này thì anh Chí có nắm được cái khoảng giá của nó không? Như cái căn Coral lúc nãy anh em mình tham quan thì nó 200 tỷ rồi này, khoảng 200 tỷ này. Thì những dòng signature này thì nó có giá rơ động và trung bình khoảng từ 50 tỷ đến 60 tỷ. À, thế là nó mềm mại hơn những căn kia khá là nhiều chứ. Những căn này bắt đầu gần gũi hơn rồi. Thực sự thì em nghĩ là chủ nhân của những cái căn signature như thế này hay là những căn Coral như lúc nãy anh em mình tham quan thì thực sự đây giống như là một cái ngôi nhà thứ hai của họ. Có thể là dùng làm nơi nghỉ dưỡng, thư giãn. Nếu thích vẫn có thể là để kinh doanh. Kinh doanh, dạ vâng. Có nghĩa là ở đây là chúng ta vừa có thể coi như là một cái nhà của mình ở và có đơn vị quản lý vận hành rồi chăm sóc từ cây cối rồi cả nấu nướng bếp núc cuộc sống. Dạ vâng. Chăn ga, giường chiếu giống như đi khách sạn resort. Hoặc là chúng ta cũng hoàn toàn có thể là cho thuê lại và một năm là sử dụng bao nhiêu thời gian 20 đấy? 30 ngày. Thực ra cái mô hình đấy em thấy là nó cũng rất là hay và bây giờ cũng đang rất là thịnh hành. Được giới thượng lưu rất là ưa chuộng. Họ tin tưởng và họ lựa chọn giao cho những cái đơn vị quản lý vận hành 5 sao và họ chăm sóc ngôi nhà cho họ. Thay vì là những cái đơn vị vận hành mà không mang tính chất chuyên nghiệp để giữ cho cái căn nhà này họ luôn luôn được mang tính bền vững. Về cái pháp lý của dự án này thì anh còn làm được không? Toàn bộ dự án Vega City Nha Trang này thì nó là đất thương mại dịch vụ và pháp lý 50 năm. 50 năm. Và những chủ nhân sở hữu những cái căn nhà dinh thự biệt thự ở trong Grand Melia Nha Trang này thì có bảo đảm được tính pháp lý là sổ hồng riêng từng căn. Đây là một cái dự án mang tính chất pháp lý hiếm hoi. Hiếm hoi đấy, thực ra là trong bất động sản nghỉ dưỡng ở Việt Nam rất là hiếm hoi đấy. Dạ vâng. Tại vì cái vị trí nó quá là tuyệt vời, quá là đẹp các bạn nhỉ. Sướng quá. Ngoài tính pháp lý ra thì còn có bảo đảm về trong cái vấn đề về xây dựng. Thì ở đây có nhà thầu, tổng thầu là Hyundai ENC. Họ là đơn vị tổng thầu cho toàn bộ dự án ở đây. Tính pháp lý bền vững, tính nhà thầu thi công nổi tiếng quốc tế, đơn vị vận hành, quản lý 5 sao. Đấy, vị trí thì độc tôn trong thành phố Nha Trang. Thì xứng tầm gọi là một cái nơi của các siêu tỷ phú, họ tin tưởng, họ lựa chọn. Rất là tuyệt vời.
ví dụ tất cả những cái tiện ích như là bến du thuyền này là về sau cũng là nằm trong cái tiện ích của Vega City luôn anh nhỉ? Dạ đúng rồi anh ạ. Thì khi đi vào hoạt động á, thì Vega City sẽ có bao gồm các bến đổ du thuyền, có hoạt động vui chơi giải trí trên nước, có nhà hát, có trung tâm thương mại, có hồ khoáng nóng, có những nhà hàng tiêu chuẩn Michelin. Rồi ngoài ra còn có những cái dịch vụ cao cấp khác nữa. Thì cái gì mà giới thượng lưu cần là đều có hết. Dạ vâng. Ví dụ như anh thấy đây là một cái thuyền của phục vụ cho các hoạt động vui chơi trên nước, để khách hàng cũng có thể là được đi trải nghiệm rồi ngắm lăng san hô, rồi ngắm nhìn cái căn nhà mình từ phía biển. Dạ vâng. Còn gì tuyệt vời hơn đúng không ạ các bạn? Thôi thì chắc là hôm nay rất là cảm ơn anh Chí đã đồng hành cùng với em. Dạ vâng. Để cùng dẫn quý vị khán giả nhà to cùng đi tham quan cái căn siêu biệt thự 200 tỷ rất là ấn tượng, cũng như là cả cái dự án Vega City. Dạ vâng. Đấy, thì thôi bây giờ chắc là anh em mình lên thuyền đi chơi tí nhỉ. Dạ vâng. Ok, mời anh Đức vâng. Lên thuyền. Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Còn bây giờ thì anh em tôi đi chơi đây. Xin chào. Xin chào.